mà mình đừng có nói tục, Ừ. bởi vì nó sẽ cho mình là cộng sản, là nó vô học. Thì mình cứ chửi như bình thường vậy đi, để cho nó vô nó chửi tục, để cho người ta biết nó mới là cái đám vô học. Cứ tống ngà cứ dơ có cờ cất sổ bao quay sổ lá đó lên cứ chửi hoà như hồi trưa. Chú Trần Toàn, chú Lan với cái Anh ông biến thái gì đi, nó biến trai, thái luôn đi. anh trai, Biến thế như luôn đi, để cho nó nhục chạy cho nó nhục đó. chơi. Cứ cầm cầm cái canh xăng nè, sợ không? Sợ cái canh xăng đi không? Đâu có sợ chạy đi không? Đó thì người ta gọi cái đó là nó không phải như là đe dọa, mà mình sợ quá mình hù cho nó chao với thôi. Có mình hù với nó. Ừ. Cái rồi mà cái gì nữa đó, cái bao quay nó vô nó chửi, chửi thì mình cho nó là mất văn, vô văn hóa đi đi, cho nó vô văn hóa quá. Rồi để từ từ kiếm 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 thử, để kiếm bà qua thử vô đây để nghe Có thử. nông dân đó, có nông dân đó, có nữa cơ. Có nhưng mà kiếm đây như mấy cái Ừ. bà mà bà yêu nước, bà đẻ cho nhiều vô đó đó, như mẹ nắm mẹ đồ tùm lum tùm la đó, cái gì đâu có chồng, cứ cố gắng đẻ con nhiều, người ta gọi là cái gì đó đi lang loạn. Đó cái người ta gọi là cái gì dâm đãng mà không có Dâm chồng đó, cứ đẻ hơ ba đứa ba bốn đứa, rồi cứ bao quay nó đen lên bọn, nó kêu là cô ấy đó hy sinh cả cuộc đời mình để đẻ nhiều đứa để thoát khỏi cái sự độc tờ của cộng sản. Nó đó, thấy 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 cái sự bịa đẹp của nó ha chưa đó. đúng đúng đúng, câu nói đúng. Rồi có khi là đó, đó thấy chưa, đó người ta gọi cái đó là một sự bịa đẹp, nó ngu lắm, nó ngu mà À, nó đúng. ngu không thể tả được luôn á. Thấy cái thằng phản động chân nước bốn thân chín xuống đường làm gì, cầm xăng cầm bom xăng làm gì, đi đốt nhà phát nhà người ta đốt thân á, chứ bảo vệ tổ quốc lấy lợi nước gì, phục quốc loa được tùm lum. Phục quốc cái gì, đi về đây nè, có ngon thì về đây nè, chứ đừng có ngồi lên trên đó mà cứ live stream rồi cứ chửi cái này chửi cái kia, thách đi về đây nè. À thôi à, cho xuống nha. Mắc công chuyện sao? Mắc công chuyện hả? Cũng Dạ hao, cũng hao là mắc rồi phải ấy ven đầu bữa xa có ven thì chửi tiếp. rồi con đi học đi. Thì ok Hà My ha. Việt Nam họ con nít đó còn nhỏ đó, cháu nó còn nhỏ đó, còn chưa chấp nhận những cách người làm nữa, thì các người tự hiểu đi ha, các người tự hiểu đi đấy. Con nít nó còn nó không chấp nhận nữa thì các người ha già cái đầu hết rồi ha, những chú cô trong nước là già cái đầu hết rồi, lại đi bắt tay cho những cái lũ phản động để đi chống phá lại đất nước của mình, trong lúc là yên bình không chịu các người đi làm phải xáo trộn đất nước để đi lên. Mấy người mà yêu thương đất nước á, mình phải xây dựng ha, góp ý kiến, sống một làm một công nhân tốt trong đất nước của mình, không phải là phải đi bắt tay cho lũ ba que rồi hả. Thí dụ mình không thích cái chế độ, bộ mình không thích chế độ là mình cứ lật đổ chế độ à, rồi mình đưa chế độ khác lên à. Bộ các người tưởng là xây dựng đất nước dễ lắm hả, mấy người làm giống như là vò nồi cơm mà không thích ăn thì đổ nồi cơm này khác, rồi bắt đầu vò nồi cơm khác bắt lên hả. Các người không thích một cái khu vực của phường xã nào đó là các người là muốn đi bắt tay để lật đổ chế độ và đi phản động. Vậy mà các người đó là yêu thương đất nước, xây dựng đất nước, xây dựng đất nước mà là đi tiếp tay cho những lũ phản động để chống phá đất nước, thì các người đã yêu thương đất nước ở chỗ nào, lấy đâu ra, lấy đâu ra nước, rồi bắt đầu đi chụp chỗ này chụp chỗ nào, rồi bắt đầu đẩy lên màn cái đổ thừa cầm sản
đổ thừa gì chính phủ không lo cho dân, bộ máy không lo cho dân thì các người lo đi làm tới ngày có tới ngày các người lo đi chống phá đất nước à, không lo chịu đi làm, ngồi đó chờ mỏ cái hạ cái mỏ xuống để cho chính phủ rót rót cơm vô ngồi ăn hả? Thôi đi qua ăn mì qua thử có ngồi có hạ mỏ không. Thằng Thân Thái sáng là nói là các người ở bên nước ngoài với bên Mỹ rất là giàu có mà mẹ nó